ra tù. Thì có lên con số là khá là bất ngờ các bạn, lên tới 2,1 UF. Trời, con tụ 1,5 mà đo lên tới 2,1 UF, sai số là quá quá là cao, rất là cao. Trong khi đó cái đồng hồ này thì nó giá nó tới là 500 ngàn, bên mình đang bán 500 ngàn nhưng mà đo sai số lên quá là cao, là không chấp nhận được. Đó là những người khách mua bên mình nói như vậy ha. Thì hôm nay mình sẽ giải thích lý do tại sao là như vậy ha. Rồi, đo lại cho bạn coi nè. Hồi nãy bạn mình đo nè, đây mình đo nè. Tụ 1,5 mà đo thì lên tới là 2, mấy lận ha. 2 chấm mấy lận thì nó ra số cao thật, vậy như vậy là rất là cao các bạn nha. Hai tụ 1,5 mà đo lên tới 2 chấm mấy là rất là cao rồi. Đó, thậm chí là 3 chấm mấy ha. Và bạn bạn biết ở đây là cái lỗi là lỗi gì không? Cái lỗi ở đây á, là các bạn đã dùng tay chạm vào hai đầu que đó các bạn ha. Các bạn lấy về và bạn thử đo nè, đo lấy cái tay ra nè. Đó, lấy cái tay ra nha. Đó. 1,5 chuẩn ha. Đây đo không chạm tay. Khi chúng ta chạm tay vô số nó khác liền các bạn nha, lên liền không nó, thấy chưa thấy chưa. Đó, khi ta chạm tay vô là số lên sai liền, ta lấy tay ra thì nó trở về là số đúng của nó. Kinh nghiệm rút ra đây là khi các bạn sử dụng đồng hồ đo điện, bạn đo ta nên lấy tay ra ha, không có nên đo linh kiện mà chạm tay vô, đặc biệt là tụ nè, rồi điện trở đâu nữa nè. Đây giờ sao qua đo được điện trở nè, ở đây là con điện trở này, điện trở giờ một một chắc là một ký gửi á, ký gửi ký sáu gì đó. Rồi đo lên thử nha, ký một ký gửi nha, đo nè, coi ra ký gửi không nha. Đây ký gửi mình đo không chạm tay nè hả, không chạm tay đó thì nó ra con số gần như là chính xác luôn, 1,48 kg ha. Rồi giờ mình chạm tay vô, đây chạm tay vô lên lên ha, 1,5 kg ha, thấy nó lên thêm một khúc mới không đó. Ta lấy tay ra thì sẽ chính xác hơn, thấy chưa. Con số con điện trở càng nhỏ hoặc là gì đó chúng ta đo thì sai số càng cao. Kinh nghiệm rút ra là khi chúng ta đo gì đó chúng ta lấy cái tay ra, con giờ gọi chúng ta nên gỡ linh kiện ra khỏi mạch ít nhất, và là nhấc một chân linh kiện ra khỏi mạch chúng ta đo mới chính xác, chứ chúng ta đo mà dùng cái tay. Dụ như thế này, một ví dụ đang có một con tụ nào đó mắc song song với con điện trở này đi, mà chúng ta đo ta không gỡ ra đó thì lại ra con số khác nữa, thấy không. Đó, ở điện trở đây chắc là nó không không sao. Giờ thử qua đo tụ nè, chuyển qua đo tụ nè. Đó, giờ lỡ ví dụ như đang có một con điện trở đó đang nói tiếp với đang mắc song song với tụ mà chúng ta không biết. Chúng ta để vào mạch ta đo luôn, hay đo không lên thấy không? Không lên, đo hoài không lên. Đó, thấy chưa? Thấy chưa không lên thấy không? Tại vì đây có một con điện trở thông mạch mà sao đo lên được? Đưa vô nó xả ra hoài sao lên. Đó, ok, lấy giờ lấy ra đo lại nè. Đó, thì nó mới đúng. Đó. Ít nhất là bạn phải gỡ một chân ra ha. Đây 1,5 ha. Rồi gỡ một chân cao nghĩa là mình chạm một tay vô á, một đầu á, là không không có ảnh hưởng gì nhiều các bạn nha. Chạm một tay như một đầu là không có ảnh hưởng gì nhiều nha. Đó à, lấy tay ra thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nếu bạn chỉ dùng một tay chạm không sao, bạn chạm hai tay á, hai đầu luôn á, nó mới có vấn đề ha. Đó một đầu thì nó không sao. Rồi đây là cái dòng mà ZTX, là cái dòng này giá cũng là khá à, chứ không phải là cao nhưng cũng phải là thấp. Giá 500 ngàn thì cũng gọi thuộc dạng là đồng hồ khá các bạn nha. Rồi ok, nên cái số nó đo ra cũng gần như là ổn chứ không phải là đo sai số cao đâu, do các bạn dùng chưa đúng thôi ha. Bạn dùng đúng lại ha, đo kỹ năng chúng ta đo chính xác lại là được ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Bạn nào cần đồng hồ liên hệ mình nha. Rồi chào các bạn.